Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bóc một mẫu xe Touring Gian X-Cup 1, nguyên bản chính hãng cho xe. Xe còn rất là mới, trên 95%. Đây là một mẫu Touring mới về bên em, còn rất là mới nữa nhá. Xe trên 95%, Gian X-Cup 1, dòng Touring. Các bạn có thể ra đi nhẹ nhàng, thanh cảnh. Xe đường xin vào anh nhá, hoạt động chính thức của xe. Vâng, xe có màu xanh tím than, còn rất là mới. Có thể nhìn rõ chân khung xe hầu như không một vết xước nhỏ nào cả. Đây là một mẫu Touring bán chạy rất là khá phổ biến của những dòng Gian Touring X-Cup 1. Đấy, có thể thấy rõ đây, Gian X-Cup 1. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ chính hãng của dòng Gian đặc quyền. Xe đẹp, rất là đẹp các nhá, long lanh trên 95%. Và rất là hiếm hoi em mới về là một chiếc dòng Gian Touring mà có độ mới tuyệt đẹp như vậy. Đây bác phải nhìn rõ đây. Đây là màu xanh tím than, xanh coban đó nhá. Màu này rất là sạch. Xe có size S thì các bác người mới 6 1m7. Đây là một mẫu Touring Gian giúp cho bác đi thể thao nhẹ nhàng, hợp với mọi lứa tuổi, nam nữ đều đi được. Có thể thấy ghi đông cốt yên chính hãng, cọc yên của Ford, ghi đông xe chính hãng của Gian, và vẫn còn cái độ mới ở đó. Đây bác nhìn rõ độ mới của xe đây. Tay nắm chính hãng của Gian, tay nắm cao su đúc, cầm rất là êm và chắc tay. Xe được sử dụng với cấu hình Megaloo Jeep R 8 tầng lip chính hãng, mà bên phải em là 3 tầng đĩa. Càng xe chính hãng của Gian, nguyên bản trong xe nước sơn còn rất là mới, sáng và bóng. Đây có thể thấy rõ. Xe được trang bị với cặp Mayer bạc đạn chính hãng của dòng Gian. Mayer bạc đạn lắm nhá. Vành chính hãng Gian, vành đổ, vành đĩa, được gọi là vành đĩa đây. Có thể thấy đây, cái lớp sơn của vành còn rất là mới đây, là bụi quang chưa thời gian lau chùi. Nguyên bản theo xe, lốp còn rất là mới, lốp nguyên bản cũng chính hãng theo xe. Kích thước lốp là 700 x 32C. Đây, các bác có thể nhìn thấy về bề mặt lốp còn rất là mới nha bác nhé. Xe rất ít sử dụng. Đây là một mẫu Gian Touring rất là bán chạy năm 2018, dòng Gian X-Cup 1. Có màu xanh tím than. Đây gạt yên cọc yên của chính hãng Gian đây. Đây yên xe, yên của chính hãng nguyên bản xe cũng rất là mới luôn. Đấy, yên xe thì còn gần như là mới nguyên hoàn toàn. Các bác có thể thấy độ mới của xe. Xe được sử dụng với củ đề Shimano Gradit, trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Đây em qua tất cả các bác xem đây, xích và lip còn rất là mới. Ngay cái chắn xích đây còn màu trong suốt của dòng của cái bằng nhựa đây, bên trong còn nguyên đây, mà màu nó vẫn còn không bị xỉn, màu trắng lắm nhá. Rất là xe là gần như là tuyệt đối. Vành chính hãng nguyên bản theo xe, vành Gian, cặp Mayer bạc đạn, Mayer bạc đạn chính hãng của Gian, nguyên bản trong xe. Xe được trang bị với 2 tầng đĩa, còn rất là mới. Size S. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, Gian dòng Touring Gian X-Cup 1.
Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip rất là mượt mà, và hầu như hoạt động của xe không một lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Đây là một mẫu xe gian tua đinh, và bên em mới về, độ mới trên 90%, còn rất là mới bác nhá. Bên từng đĩa đây, hai đĩa, xuống đĩa này, lên đĩa, sử dụng và hoạt động rất là trơn tru và mượt mà. Gian X-Kết 1, dòng tua đinh rất là bán chạy năm 2018, và bên em mới về, độ mới của xe là trên 95%. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể chiếc xe gian Touring X-Kết 1 có giá rất tốt bên em là 7,1 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp để theo kênh. Và hẹn gặp lại vào chương ngày mai.